Alo. Đâu? À kia, à kia của anh bị cái biết bị gì không? Hai cái kia của anh bị cái nó lên cầu thủ rồi. Kiểu như nó ao trình quá. Game này nè, nói cho anh em biết luôn. Nico nó gọi tiên phong với ảnh. Tiên phong với ảnh nó gọi. Nhìn cái bài này mình biết. Không dở bên 100 secret. Người ta 100 mà anh ta lên được cầu thủ. Nico secret. Nico secret. Có người không 100 nhiều trăm mà cứ bịch kim hoài. Thì người ta ngu được chưa? Thôi hỏi thằng nói, không nói nhịn tên tao biết rồi. Người ta nhận người ta ngu mà thằng Nico. Hỏi thằng nói, tao nhìn tới tên là tao biết rồi. Được chưa? Ok, ta ngu được chưa? Ok, ok. Trời ơi, vô lý thế, ai tầm tôi đâu? Bỏ luôn đi. Mình đã cho thích kiểu nhà ổng, mình cho thích hơn nhà ổng. Nhà ổng cũng thích hơn kìa, nhà ổng gần với một cái. Nhưng mà Quyên được không? Quyên được tao, chửi tao cho gắt. Quyên được không? Cảm ơn Whisper nha. Màu son Mina thích nhất là màu hồng cánh sen không? Mua tặng cho Mina là được thưởng đó. Em bé ngay lớn tuổi hơn. Em lớn hơn. Không. Em lớn hơn mà. Ừ thì ta lớn hơn mà, ta sinh năm 99, Kit có 97 à. Tự nhiên số 9 phải lớn hơn số 7 năm rồi. Thua sao được mà thua. Ông hoàng kinh tế ở đây thua sao được. Bét kinh tế luôn á. Ông vua kinh tế luôn. Kẻ đồ ghê vậy. Ông vua kinh tế. Cao đẳng kinh tế. Đi đường nhà ma đấy. Má nãy xài ba con cũng win được nhà này á anh em ơi. Bé con dắt xài ba con win được nhà này. Nào Olaf không? Ô chị tầm này làm gì Olaf em? Tầm này mới cấp mới 32.3. Giữ chết ngon hơn đúng mà. Giữ chết ngon hơn. Lệnh kata. Kiểu kít đâu thì kiểu nhìn trẻ hơn tuổi. Kiểu kít kiểu thanh thản hơn nhở. Ôi dồi ôi, hôm chơi hơi phí luôn kìa. Chơi vào hết ý luôn. Kít khi nào heo chân celeb đến hồi. Hơi đẻo. Nó hơi đẻo. Má lần dài cũng ghét được cái gì hết mọi người. Chạy. Gán chạy nhiều chạy. Ui dồi con ba đang đi. Ủa mà mình thua nhà này hả ta? Sao game nháy vậy? Thua Nhanh A đó. Nhanh A nó siêu căng quá. Siêu cái. Siêu. Siêu. Láo hay rồi. Siêu. Siêu. Tôi là nhắc cái láo chứ. Siêu. Siêu. Khi vậy cái láo. Đá cầu bóng. Đá cầu bóng vô đầu mày. Siêu. Chốt luôn. Win nhà này luôn. Giữ được kích 5. Kích. Hả? Kích. Cái gì vậy? Cái gì? Nhà đồ đang đánh game còn cấp 5 kích định tiếng Anh này. Có gì đâu, bình thường mà. 5%. Không có công pha chơi hả? Từ từ sẽ có thôi. Má nó hắt tiền luôn á mọi người ơi. Bài này quýnh sáng hộ pháp, ổn áp. Em thù chị à em. Ai cũng biết Kit là cọp Bình Dương, đó là chuyện đương nhiên, nhưng ít ai biết Hổ Hoa Cúc là ai. Hổ Hoa Cúc. Nghe buồn cười. Nghe buồn cười Hổ Hoa Cúc. Nghe danh Hổ Hoa Cúc chưa? Nghe nực cười. Nghe danh Hổ Hoa Cúc chưa? Nực cười. Nghe chưa? Nực cười. Nghe cầm cư chưa?
la sợ như vậy. Nghe rung luôn á. Nực cười. Đi cọp Bình Dương hả? Ôi giời ơi, cọp Bình Dương. Nực cười. Cọp Bình Dương với nực cười đấy. Ủa mà cũng nghe được cười. Cọp Bình Dương mà không biết gầm gừ. Ôi giời, đâu gầm nghe thử thôi. Cọp kêu, cọp kêu meo meo. Đâu 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 đâu, hổ 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 cút gầm thử coi. Nghe chưa? Người ta nghe giống chó cỏ. Nghe giống chó cỏ hơn là anh cọp. Con hổ. Nghe giống chó cỏ hơn. Áo thiệt chứ. Bỏ cút từ trên đầu giường mèo hóa hứng à? Không có đâu. Bản chất vẫn là một con hổ đúng không? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Tôi nhớ ngày xưa Tào Tháo từng nói, không người phụ nữ nào làm ta hứng thú, ngoại trừ vợ kẻ thù. Bây giờ Tào Vĩ dạy tôi, không âm phụ nữ nào làm ta hứng thú, ngoài crush bản. Trời giờ đó là làm gì nha. Làm gì nha. Ôi, cái đôi bản này em không nên chơi CV đâu nhỉ. Về đi. Còn thở là còn gỡ. Còn hả là mình còn gỡ Solomon. Solomon đến từ vị trí của em Kid Bromui. Trời đó. Ơi, nếu thì tôi là không rồi chứ. Trời ơi, bị ngáo rồi. Mua nhà này rồi. Trời ơi, Kid ơi, thằng em ơi, Kid ơi. Mua villa rồi. Nhà villa mạnh quá. Nhà villa bình quá. À đau quá Villa, đau quá Villa, đau đau đau. Villa với chúng tôi. Sai. Con chim này lắc đồ như nào, chuẩn như nào đấy. Con chim cầm cái ba tiệm cũng ngon mà đúng không? Úi giời ơi. Ôi giời ơi. Trời xin bây giờ ngon rồi. Mà mình quên mình up 8 chứ. Mình up 8 chứ. Ngồi ron điên rồi. Kìm luôn mấy ông ạ. Kìm cút luôn rồi anh em ơi. Má up 8 mua rồi. Sao điều xe kêu chơi trời. Thua rồi. Bí ẩn thì mình mua được. Bí ẩn thì mình mua được. Còn lỗ rồi các bạn ơi. Bán cho nghe này đi. Nó giống em trước rồi anh em ơi. Đồ kìa. Nó giống em trước rồi anh em ơi. Yeah.
chỉ biết thở chép miệng thở dài thôi. Hello ra gần nhà em, hello em, hello. Tám nha mọi người ơi. Này, chúng ta có cơ hội này. Sabira đại bác. Được mà, Sabira đại bác giờ ngon á. Nó giờ tầm đánh nó ngắn lắm, nó ngắn lắm. Ướp Sabira đại bác ngon. Được. Má thua nữa anh em ơi. Đây năm về. Tôi bị kiểu như bị loạn mắt rồi không ạ? Tôi xem nào. Lúc đầu mình không có đồ. Giáp không. Giáp không là giáp. Thôi giờ đợi thôi. Giáp không là giáp. Em nữa. Tôi chắc cũng xanh con hơn đấy. Giáp không là giáp cái gì vậy? Xanh con hơn các bạn ơi. Tổ lắc nốt cho làm gì? PK, PK cầm thủy thư ngon này. Mày làm gì đi chin ơi, mày làm gì đi chin ơi. Trời ơi, con chin này mày khùng hả? Nó khùng của em đó. Chin này mày khùng hả mày? Mày nhà này chắc mình win được á anh em. Nhà này chắc mình win được á. Mình nghĩ thôi, theo mình nghĩ là win được. Tại chưa, đánh mỗi con chim thôi. Còn win được hay không thì mình không biết. Chưa rồi, win đứt đuôi luôn á. Bài lên chính đứt, đứt đuôi lên chính khỏe. Dịch cục rồi này. Đồ xét. Bây giờ tôi được ăn là chị em. Sao dạo này điện nó ít vậy nào hả? Hay là máy chiếu. Máy chiếu cung xanh cho họ cho Samira. Có phim Samira đồ mình ít quá, mình ghép cái này nó ngon hơn mọi người. Có tâm lý cái gì đó giáo. Chính cuồng giáo. Chính cuồng giáo. Chính cuồng giáo. Đi quá. Cuốn giấy ta luôn. Bán xong tôi đi luôn chứ bán gì. Đang tính là sẽ bán cái Darius đồ tể này này. Này kiếm con thua, con nhau con sát ra con thiện xạ cho con Samira nó bán nữa. Này chắc mình full 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 nhà quá. Mình khỏe thế. Má nhìn keo sợ thiệt á. À đâu. Kalita 3. Nhà này nè. Bây giờ chỉ có một cách mà top 1 thôi. Là up cấp lên 9 để con Lee Sin vô. Là top 1. Trời ơi con Vy. Mà con Vy không có gan bổ hạt vô cực ngu. Trời ơi. Mày đấm tới sáng luôn, tao cho mày đấm tới sáng luôn. Rồi xong con chim bị đá luôn. Rồi đi luôn kia rồi. Mày chết ai chết. Ui vậy thì. Tao luôn. Cho mày đấm tới sáng luôn. Đấm. Đi ra em đi nữa rồi. Đi như vậy. Lạ quá à. Làm như lạ quá. Quen rồi. Tán nó ở đây. Tao không tháo đồ chim ra, tháo đồ chim cho ai. Con chim nó đang gánh tim mà. Trời ơi. Đức cái cuốn giò luôn. Tháo đồ chim bây giờ cho Samira, Samira một mà tháo chi. Giờ là do em chơi ngu đợt đầu bắn nó nhiều quá sâu quá không công ấy chứ. Đỡ. Olaf hả? Chim mạnh hơn Olaf chứ sao mà Olaf cầm được. Làm hợp. Khỏe hơn mà. Ông Kit này mỗi ông chơi cái bài gì gì ấy, tôi cũng không biết chơi cái bài gì luôn á. Đó anh ta.
Kể anh ta với bạn. Ví dụ có Tháo thì Tháo đâu Samira, cho Olaf thì còn ok, còn nói được. Nhưng mà đồ con Samira cho Olaf thì cũng không khỏe lắm đâu các bạn. Bài điên bài khùng. Rồi ông này chơi gì? Thế xạ à? Mày giết họ tao con heo, tao năn nỉ mày luôn á. Tao năn nỉ mày luôn. Tao năn nỉ mày giết con heo tao luôn. U rồi ép vô. Năn nỉ luôn, giết con heo giùm luôn. Huệ ơi. Huệ, gì Huệ? Gì Huệ? Đúng rồi. Huệ, làm gì có chuyện Huệ? Làm gì có chuyện Huệ bạn? Dạ, bạn giỏi. Bạn giỏi lắm. Tốt vậy. Làm gì có chuyện Huệ? Chơi game mà đâu Huệ. Yêu bài. Yêu bài kìa. Độ ca, độ khổ mà vẫn mạnh nhá. Bờ đồ bui. Bờ đồ bui. Đủ thứ luôn mà vẫn khỏe nhá. Bờ đồ bui. Đâu, kiếm này chị mua lâu rồi mà em. Tặng cái chị đó em. Giảm thị đó em. Vậy vãi, để nó đi luôn kìa. Quất luôn. Chưa. Ủa, nghĩa là nhưng mà nó cũng gần kiểu miền Tây mà đúng không? Có gần không ta? Xa. Ở đâu? Có gần miền Trung không? Xa không, xa. Em học địa lý ngu ngu xong rồi kiểu không có nghĩ được là thế thành phố Hồ Chí Minh này mà. Ý là hỏi là có gần không thôi chứ ta có bảo nó nằm ở vùng miền nào đâu đúng không? Đông Nam Bộ. Cho nó đập, nó đập tên nó đi rồi mình thay. Ông tính hỏi để hát tặng bài miền Tây hiểu không? Tôi đang tự nhiên có hứng hát kiểu tiếng miền Tây, hát tiếng miền Nam mất đâu. Straight to the radio station the very next day. Hey Fab, I'ma kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed. JJ Fab. Summer, I'ma do my lama. You assuming I'm a human, but I gotta do to get it through to you. I'm superhuman. Innovative, and I made a. Where the hell now, guy? Problems of anything you say, I'm taking shaking off of me and it. You were devastating more than ever demonstrated. Gotta give a win. Má, giờ bán heo này ổn quá. Heo đang vô địch quá. Bán heo này không được. Thôi, cho ba luôn được không? Đập đồ toàn đồ ngon không luôn, thề. Đập đồ toàn đồ ngon. Ôm thế giới. Đập toàn đồ ngon thôi. Ở miền Bắc, ngoài miền Bắc là Bắc Trung Bộ. Bắc Trung Bộ đúng hơn. Ở trước tôi xuống tới miền Tây á vui lắm không? Đi kiểu đi ra bến Ninh Kiều á phải không? Đi bến Ninh Kiều á. Thế là mấy anh chị em hẹn nhau gọi là dậy sớm đi chợ sáng, đi chợ. Má vô địch thật sự. Hả đứa nào dậy được đó? Đi sớm quá. Vô địch thật sự. Ủa rồi. Vô địch. Trời ơi. Gặp nhà này mình ăn đứt luôn á. Gặp nhà này chắc mình để ăn heo con ly xin trước mặt ăn heo. Cái nút nào ở mình luôn á. Phòng ở đâu lắm, em biết về đấy.
ngủ quá. Ui, thằng kia sắp đi kêu ba người kia lên. Không, còn lâu bà ơi. 6 con rồi. Ui, hai nhà chưa kêu luôn, mấy ông này giỏi thật đấy. Hả? 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 Có nhà. Nó lên từ đấy. Nào lên. Ông quật nó sớm rồi nó lên đấy. Hát à? 6 con rồi. Khi nào bao lâu rồi chưa về quê hả? Em từ chắc phải được nửa năm rồi anh ạ. 4 tháng rồi chưa về. Má tôi hồ nó rồi bà ơi. Đó anh bảo mà, có gì ấy đi. Hôm qua kìa 4 đao phủ 5 thánh thần rồi. Con Celia nữa kìa. À, tôi hù nó bà ơi. Không ai đánh lại vậy. Rồi tôi xây 5 vàng. Tôi phải bán con heo rồi. Tôi phải bán con heo rồi. Xong tờ này tôi bán con heo. Bán con 5 tiền. Tinh anh 5 tiền. Yes. Đăng ký vào event đi chị ơi, hồi nãy đang hỏi yeah. Cho. Ủa cái đợt tiền quà được chất mọi người nhận được chưa? Đi lên 2 chất hết nhờ. Đi lên 2 à. Alo mọi người nhận được cái tiền quà chưa? Không rõ nữa giờ, chị đang rõ nữa tại hôm qua đang thấy chị Bích kêu là thấy chị Bích kêu là bên kia họ đang chuẩn bị phát quà rồi á mà không biết là mọi người nhận được chưa, mấy hôm nay không thấy mọi người vào đòi nữa. Ông này thiếu con gì mà chưa lên trí quần đó. Phèo rồi. Phèo rồi anh em ơi. Alo, có anh em nào thích chơi event mà chưa nhận được quà đang ở đây không? Mèo rồi. Ban hộ thằng nhóc BKSM nó chửi Mina ngu xong giờ nó ngồi thể hiện chửi hết người. Ngày đến người khác làm dơ hết kênh chat. Ra đây. Thì tôi ngu thật mà, ơ kìa sao phải ban cổ ghê, tôi ngu thật mà, ban cái là gì? Ơ kìa. Đâu kích, ơ công nhận tôi ngu không? Có ai bàn cãi đâu, có ai bàn cãi vấn đề mà không ngu đâu. Ủa thì tôi ngu mà. Không biết vãi nổi đấy. Trời ơi. Tôi đi tìm một tí đâu ơi. Thôi nhiều quá, thôi nhiều mấy thì chắc kiểu tôi lại hẳn hẳn mất thôi. Trời ơi. Khổ quá. Ông ơi thôi để tôi ngu đi đừng để tôi thôi. Đi luôn kìa. Xoay như cái máy điện. Tặng anh em cái top 1. Sáng giờ mới có cái top 1 tặng anh em.